Lương Tam Quang lên, Đinh Tiến Dũng xuống, nhóm Ninh Bình như rắn mất đầu. Nhóm Ninh Bình lâu nay vẫn là nhóm lợi ích mạnh, từ thời ông Trần Đại Quang cho tới hiện nay, nhóm này luôn có ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, vì người đứng đầu nhóm không muốn đầu quân trong Tổng Trọng, nên người ở vị trí cao nhất trong nhóm đã bị ngã ngựa giữa nhiệm kỳ. Có lẽ nếu ông Trần Đại Quang chịu đầu quân cho Nguyễn Phú Trọng, ông đã không phải nhận cái kết án bi thảm đến như thế. Cứ như một nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh tận tụy phục vụ ông Trọng, rồi dựa vào thế che chở của ông mà nuôi cho nhóm ngày thêm lớn mạnh. Mới đây, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bị loại khỏi vũ đài chính trị. Như vậy, ủy viên Bộ Chính trị duy nhất người Ninh Bình đã bị loại. Xem ra nhóm Ninh Bình khó có chỗ nào để mà bám víu. Hiện nay có 6 ủy viên Trung ương Đảng gốc Ninh Bình, trong đó Trần Quốc Tỏ được xem là người có tiếng nói mạnh nhất, có khả năng vào Bộ Chính trị cao hơn cả, thì cũng đã trở thành người thua cuộc. Bộ Công an vốn là lãnh địa của ông Tô Lâm. Trong lúc đó, cả Bộ Chính trị muốn ngăn cản Tô Lâm đưa Lương Tam Quang lên làm Bộ trưởng, mà Trần Quốc Tỏ không tận dụng được cơ hội, thì giờ đây xem như ông Tỏ đã là kẻ thua cuộc. Mặc dù là Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an rất gần với vị trí Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Tỏ bị điều kiện tuổi tác ngăn cản vào Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Nhóm Ninh Bình vốn có truyền thống dựa vào Bộ Công an, và nhóm Hưng Yên cũng như thế. Trước đây, nếu ông Trần Đại Quang chịu đầu quân cho phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì sẽ không có Tô Lâm như ngày nay. Bộ Công an sẽ là Bộ Ninh Bình, chứ không phải là Bộ Hưng Yên như bây giờ. Vì tham vọng chính trị mà Trần Đại Quang đi sai nước cờ, khiến giờ đây nhóm Ninh Bình phải chịu lép vế trước nhóm Hưng Yên. Tại Bộ Công an, Tô Lâm cho Lương Công Quang chặn đường tiến thân của ông Trần Quốc Tỏ. Tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tô Lâm cho Nguyễn Duy Ngọc chặn đường Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chính Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, là người Ninh Bình. Chưa hết, ông Tô Lâm cũng cho đánh mạnh vào Ban Nội chính Trung ương. Việc bắt giữ Nguyễn Văn Yên, cấp phó của Phan Đình Trạc, cho thấy những cấp phó khác của ông Trạc cũng không dễ bề yên thân với Tô Lâm cho được. Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cũng là người Ninh Bình. Dựa trên số lượng ủy viên Trung ương Đảng, Ninh Bình là một trong những nhóm có nhiều ủy viên, cùng với Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Hưng Yên. Trong đó, nhóm Hưng Yên muốn đè đầu nhóm Ninh Bình cùng với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh đang chống trả quyết liệt, còn nhóm Ninh Bình xem ra không đủ lực để tự bảo vệ chính mình. Nguyên nhân là nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh được ông Tổng Bí thư che chở, còn nhóm Ninh Bình thì phải tự thân vận động. Triệt được Trần Quốc Tỏ xem như vào nhiệm kỳ sau Ninh Bình không còn ai có thể vào được Bộ Chính trị. Từ đó Tô Lâm có thể yên tâm với nhóm Ninh Bình mà dồn lực để chiến đấu với nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Tương lai của nhóm Ninh Bình đang tối như đêm 30, bởi ông Trần Quốc Tỏ không có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình. Thời Trần Đại Quang làm Bộ trưởng, ông cũng vận động em trai mình đi theo con đường như Phạm Minh Chính, tức là rời bỏ Bộ Công an để nắm vị trí bí thư một tỉnh, sau đó trở về Trung ương và vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, Trần Quốc Tỏ không phải là Phạm Minh Chính, nên sau khi rời Bộ Công an thì không thể trụ vững, mà sau đó phải trở về Bộ Công an để mà nương tựa. Nhưng khi ông Tỏ trở về Bộ Công an thì là lúc bộ này đã nằm gọn trong tay của Tô Lâm. Trần Quốc Tỏ được bố trí cho vị trí Thứ trưởng Thường trực nhưng lại không có thực quyền. Cuối cùng phải chịu thua Lương Tam Quang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Lương Tam Quang lên, Đinh Tiến Dũng xuống, nhóm Ninh Bình như rắn không đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Thích Trân Quang bị bóc trần, vua marketing, hàng giả, Hoàng Chí Bảo quay xe. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một clip ghi hình ông Hoàng Chí Bảo phát biểu với ông Thích Trân Quang như sau. Trường Đại học Luật, giáo sư hướng dẫn của ông ấy có thiết tha mời tôi dự cái buổi bảo vệ luận án này. Tôi không hề đọc cái luận án này để nói rõ về quan hệ. Tôi là khách mời, không tham gia hướng dẫn.
tôi không tham gia hội đồng chấm luận án. Tôi đến dự với tư cách một khách mời của trường đại học luật và họ mời tôi phát biểu. Thì căn cứ vào nhận xét của giáo sư hướng dẫn ông Thích Chân Quang, căn cứ vào hội đồng chấm luận án, họ mời tôi phát biểu thì tôi phát biểu trên cơ sở các cứ liệu đó cũng như vài lời động viên thế thôi. Và đấy là điều rất thường tình trong sinh hoạt khoa học mà chúng ta đều biết, chứ tôi không có mối quan hệ nào với ông Thích Chân Quang và càng không chịu trách nhiệm về những gì ông ấy làm trong hành đạo. Chỉ biết rằng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có kỷ luật với ông ấy. Trước đó, mạng xã hội đã xuất hiện một quyết định miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Kinh tế, Pháp luật và Quản lý đối với ông Hoàng Chí Bảo. Quyết định này ký vào ngày 31 tháng 5. Ông Hoàng Chí Bảo vốn là người nổi tiếng với những mẩu chuyện về huyền thoại Hồ Chí Minh. Chính ông là người đã bịa ra câu chuyện Bác Hồ nói đến 29 thứ tiếng và Bác Hồ kết bạn với đại danh hào Picasso vân vân để mà tuyên truyền. Trong thời đại kết nối toàn cầu, những mẩu chuyện vô căn cứ này cứ nhanh chóng bị cộng đồng mạng bóc trần là bịa đặt, là tuyên truyền rẻ tiền. Những mẩu chuyện này vừa thiếu cứ luận lịch sử khả tín, vừa thiếu tính logic, nên việc tuyên truyền này là lợi bất cập hại. Thay vì nâng ông Hồ Chí Minh lên mây, ông Bảo lại khiến thiên hạ đem những mẩu chuyện mà ông kể ra để mà làm trò cười. Từ đó chính ông gián tiếp làm mất thiêng huyền thoại Hồ Chí Minh trước công chúng. Có người đánh giá ông Hoàng Chí Bảo là một loại giáo sư đậm chất xã hội chủ nghĩa, là mẫu người được chế độ này hun đút thành công theo kỳ vọng của họ. Ông sùng bái lãnh tụ một cách thái quá, ông luôn luồn cúi quyền thế một cách hèn hạ, ông dùng dối trá để vuốt ve chế độ, ông nhồi sọ không biết bao nhiêu người khác. Nói chung, ông là loại trí thức không bằng chất thải như lời Mao Trạch Đông nhận xét. Hoàng Chí Bảo là một loại người có lợi thế cho chế độ nhưng rất tai hại cho xã hội. Những người được chế độ tạo dựng theo mẫu như giáo sư Hoàng Chí Bảo không có chính kiến, không trung thực, không uy tín và tất nhiên không tử tế. Bằng chứng là khi ông Thích Chân Quang bị xã hội vạch mặt thì lập tức ông Bảo đã nuốt lại toàn bộ những gì bóng phun ra vào ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang. Việc ông Hoàng Chí Bảo quay xe chẳng khác nào ông thừa nhận rằng những lời nói của ông ngay trong bảo vệ luận án tiến sĩ của Thích Chân Quang là marketing quảng cáo cho một loại hàng giả. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu ông Hồ Chí Minh có những phẩm chất như ông đã kể hay không? Trên mạng xã hội có người kết luận rằng ông Hoàng Chí Bảo là chuyên gia marketing hàng giả, ám chỉ rằng những thứ mà ông Hoàng Chí Bảo tô vẽ với ông Hồ Chí Minh cũng đều giả hết, và thực tế không khó để nhận ra điều đó. Một chế độ đào tạo ra những nô bộc tận tụy phục vụ chế độ dựa trên sự dối trá cứ ngỡ là thành công. Nhưng không phải như thế, chính loại người này đang bôi trò chát chấu vào mặt chế độ này rất hiệu quả. Hình ảnh ông Hoàng Chí Bảo một lần nữa cho thấy bản chất của chế độ, một con người được đào tạo để tuyên truyền và giờ lại trở nên phản tuyên truyền. Chẳng lời nói nào xấu xa chế độ có thể làm xấu bộ mặt Đảng Cộng sản bằng chính ông Hoàng Chí Bảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Thích Chân Quang bị bóc trần, vua marketing hàng giả Hoàng Chí Bảo quay xe. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.